Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 tháng 2 âm lịch năm 2022. Được lộc trời cho giàu sang phú quý nếu biết điều này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tuổi Kỷ Dậu luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, sự tốt bụng và tấm lòng bao dung, độ lượng. Có thể nói người tuổi Dậu, họ sẵn sàng trao niềm tin của mình cho người khác và điều đó thì đôi khi khiến họ bị thất vọng và tổn thương. Thế nhưng dù có trải qua rất nhiều nỗi buồn phiền, đau khổ thì những gia chủ tuổi Kỷ Dậu luôn giàu lòng vị tha và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác. Và cũng chính nhờ lòng tốt luôn luôn giúp đỡ người khác của mệnh chủ mà ông trời đã ưu ái tuổi Kỷ Dậu trong tháng 2 âm lịch này. Trong tháng 2 âm lịch này thì bản mệnh luôn được xuôi chèo mát mái, không gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, cát nhiều hơn hùng. Sự nghiệp thì luôn luôn được thuận buồm xuôi gió, tài lộc sẽ ùn ùn kéo đến về đầy nhà, tiền có thể nói là đếm mỏi tay không hết. Vậy thì trong tháng 2 năm 2022 âm lịch, vận trình của người tuổi Kỷ Dậu như thế nào, công danh tài lộc ra sao? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi nội dung mà chúng tôi sẽ phân tích ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, mệnh đại dịch thổ, có may mắn khi mà mọi sự đều thuận buồm xuôi gió. Tất nhiên cũng không tránh được những khó khăn bước đầu, song khi vượt qua được những điều đó thì cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi bạn phía trước, thành công ngày càng thêm rực rỡ. Tính cách của con giáp này thích động chứ không thích tĩnh, họ thích đi chơi, đến những nơi náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Trong mắt của mọi người, đây là con giáp khá phóng khoáng nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì. Khi khó khăn ập tới, biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục, nhờ thế mà luôn dễ dàng giành được thành công. Con giáp này còn được quý nhân luôn ở bên mình nên chẳng điều gì có thể cản được bước chân bạn, dễ dàng giành được vị trí cao như mong muốn. Tuy nhiên thành công rồi chớ nên tự cao tự đại, nếu không thì dễ trở thành mục tiêu ngắm bắn của kẻ tiểu nhân. Tháng này nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Dậu sinh năm 1969 không được thuận lợi như ý muốn. Trong sự nghiệp, bạn gặp phải nhiều trở ngại, lại thêm ảnh hưởng của tuổi tác bản mệnh thường muốn từ bỏ giữa chừng. Hoặc dù có tiếp tục thì cũng không thực sự nhiệt tình trong quá trình tìm cách giải quyết. Thái độ làm việc không cẩn thận này khiến sai sót lại càng dễ xảy ra hơn, nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng bị giáng chức hoặc bị phạt tiền. Phương diện tình cảm cũng không thực sự ổn định. Bạn dễ bị lôi kéo bởi những cám dỗ bên ngoài, lạnh nhạt với nửa kia. Nếu không tự nhắc nhở bản thân, bạn sẽ dễ bị sa ngã khiến cho hôn nhân đi đến bờ vực đổ vỡ. Xét về thiên can, Kỷ âm thổ gặp quý âm thủy nên gọi là thất sát, thiên quan. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Kỷ Dậu nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này cho thấy, gia chủ sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp, thậm chí có quý nhân tương trợ. Nhưng điều cốt lõi là cần phải tự làm, tự ăn, ít trông cậy vào may rủi. Thành công đến từ năng lực, sự cố gắng là chủ yếu. Nếu chỉ trông chờ vào vận may mà không làm gì cả, bạn sẽ rất dễ bị cướp mất cơ hội. Đồng thời trong tháng này công việc có tính cạnh tranh mạnh mẽ hơn, đòi hỏi bản mệnh không ngừng nỗ lực nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như tầm nhìn. Có như vậy bạn mới không bị tụt hậu so với lớp trẻ. Hãy cứ tin rằng chỉ cần cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ thu được thành quả đáng mừng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạn ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, được cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Kỷ Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Về vận trình tài lộc của người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 2 âm lịch năm 2022, tuy có thăng tiến nhưng sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định. Việc đầu tư kinh doanh khó chiếm được lợi thế, thậm chí còn có thể bị cướp mất cơ hội và thua lỗ.
Với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Người này biết cân đối thu chi, tiêu pha, không hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải tỵ phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe trong tháng khá bình ổn, cơ thể dù có đau yếu cũng nhanh phục hồi. Cần chủ động giữ gìn sức khỏe của bản thân, thường xuyên rèn luyện tăng cường sức đề kháng. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần phải gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Các quý gia chủ tuổi Kỷ Dậu, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của các gia chủ tuổi Kỷ Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Thầy Gia Cát nhận định tháng này gia chủ được nhiều sao tốt về nhân duyên chiếu mệnh, tuổi Kỷ Dậu duy trì được những mối quan hệ tình cảm tốt đẹp. Gia chủ may mắn luôn có người thân, bạn bè, luôn kề bên quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ. Gia đạo êm ấm và con cháu chăm ngoan học hành, thành đạt khiến bản mệnh cảm thấy rất hạnh phúc và có tư tưởng thoải mái. Tuy nhiên giữa vợ chồng không thể tránh được những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nếu cả hai biết bao dung cho nhau hơn, hạn chế những hơn thua nhỏ nhặt không đáng, thì tình cảm gia đình sẽ luôn bền vững. Nếu quý mệnh chủ đang sống đơn thân, mệnh chủ có thể dễ dàng kết giao với những người bạn mới trong những buổi họp hành, liên hoan, tìm thêm được niềm vui trong cuộc sống. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim và Kim, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc cục, xung Dậu, Hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân. Đối với người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022, dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 2 năm 2022, tức ngày 15 tháng 3 năm 2022, dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lôi Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 2 năm 2022, tức ngày 27 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 2 tháng 2 năm 2022, tức ngày 4 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 2 năm 2022, tức ngày 16 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 2 năm 2022, tức ngày 28 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành
các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi của người tuổi Dậu 1969 trong tháng 2 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong chính cuộc sống của mình để có thể thay đổi số phận, vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của chương trình.